Dạ, em Hiếu sẽ đạp như bãi chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em ha các bạn ơi. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần rồi các bạn. Em lại về tiếp hai con xe rất đẹp luôn các bạn ơi. Đây. Một con Gian Defy ha các bạn, khung nhôm càng carbon ha. Con Gian nhôm siêu nhẹ và một con nội địa Nhật Kodalum ha các bạn, cực kỳ nổi tiếng bên Nhật luôn các bạn ơi. Con Kodalum rất đẹp ha các bạn. Rồi, chủ nhật thì các bạn cũng đã biết rồi, em bán giá rất là ưu đãi các bạn ơi. Đó. Rồi các bạn theo dõi clip ha, em quay chi tiết em sẽ báo giá từng chiếc cho các bạn luôn ha. Đó. Rồi chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình ha các bạn. Đây, đầu tiên là em đo cái size của em da trước ha. Em da này size XS các bạn. Tính tới cọc yên là 43 các bạn. Đây, giữa tầm ha, giữa tầm giờ dĩa ha. Rồi size ngang của em nó ha, size ngang của em nó là 49,5 ha các bạn, 49,5. Cao là 43. Thì các bạn cao từ 1m68, 1m58 tới 1m68 thì chạy là đẹp ha. Hai con xe rất đẹp ha các bạn. Đây, bộ chuyển động của em nó nè. Em này đi bộ chuyển động Shimano 2 dĩa. Shimano Sora 2 dĩa 9 lít ha bạn. Bộ tay lắc ha. Đó, bộ tay lắc rất đẹp luôn các bạn ơi. 2 dĩa 9 lít ha các bạn. Đó, bộ tay lắc ha. Đó, rất đẹp luôn. Ở đây có cái phản quang trước nè. Tay lái nè, tay lái là của Gian Connect nha các bạn. Đó, công tăng của Gian luôn ha, chén cổ nè. Chén cổ đều của Gian hết luôn nha các bạn. Đó, em Gian Defy các bạn cũng đã biết là quá là nổi tiếng rồi các bạn ơi. Vì trọng lượng của em nó cực kỳ là nhẹ luôn các bạn ơi, tầm 9 kg rồi. Đó. Thì em Gian này là khung nhôm không mối hàng các bạn. Đó, khung nhôm không mối hàng nhìn như carbon luôn các bạn ơi. Gian Defy màu đen nhám, đỏ, trắng, siêu đẹp luôn các bạn. Gian đời mới các bạn ơi. Rất đẹp ha. Đây khung sườn của em nó nè, cực kỳ đẹp luôn. Em Gian này xài sử dụng là nhôm Alus ha các bạn, sử dụng nhôm Alus ha. Đó, càng trước của em nó đi, càng trước của em nó là càng carbon ha các bạn. Đó, càng carbon ha, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, đây càng trước bên này của em nó ha, càng carbon các bạn, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đó, mở khóa nhanh đi. Đó, thì em này đi một bộ vỏ là Banner Racer ha. Đây, Banner Racer Ray Evo 4. Đó, made in Japan ha các bạn. 725C ha. 725C made in Japan. Cái vỏ này còn cực kỳ là mới luôn các bạn ơi. Các bạn thấy những cái gai đầu còn nè, ở trên nè, chưa có dấu hiệu của mòn nữa các bạn. Vỏ Banner Racer rất đẹp luôn. Niền SR2 ha các bạn. Niền SR2 của Gian ha. Đây. Các bạn thấy không? Niền SR2 của Gian ha các bạn ơi. Niền nhôm hai lớp ha các bạn. Niền nhôm hai lớp, tâm là tâm inox sơn chính điện ha, đùm là đùm của Gian theo xe luôn ha các bạn, rất đẹp các bạn ơi. Thì em xe em Gian Defy này quá là nổi tiếng rồi, bình thường em lên chiếc nào thì sẽ bán liền ngay chiếc đó luôn. Em Gian Defy quá là nổi tiếng đối với các bạn rồi ha. Và em Gian này cái size cũng rất là đẹp các bạn, 1m58 tới 1m68 chạy ok ha. Này size XS ha. Này cúp yên cũng là cúp yên của Gian luôn ha. Rồi ở đây có cái yên này, cái yên này em đã thay yên mới cho các bạn, yên thể thao ha. Đó, rất là mềm luôn các bạn ơi. Em đã thay yên mới, yên cũ em nói trên quá trình vận chuyển từ Nhật về thì cũng đã rách các bạn, rách ở trên đây. Em thay cái yên mới cho các bạn ha. Đó các bạn, tem mát của Nhật đây. Đó, các bạn thấy không, rất là đẹp luôn các bạn. Vỏ sau cũng Banner Racer các bạn. Vỏ sau đây Banner Racer Ray Evo 4, 725C made in Japan ha. Vỏ cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Vỏ nguồn cực kỳ đẹp luôn. Đó. Niền vỏ là rất đẹp các bạn ơi. Nó em này đi rất là chớn ha bạn. Đây. Bộ clip của em nó nè. Đó, bộ clip rất đẹp ha các bạn. 9 clip các bạn ơi. Clip các bạn nhìn sáng trưng luôn các bạn ơi. Clip sáng trưng luôn ha. Đây, Shimano Sora sang clip Shimano Sora ha. Clip sơn còn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, clip còn sáng trưng luôn ha. Dò dĩa đây. Dò dĩa Shimano Sora ha các bạn. Đây giờ dĩa Shimano Sora. Đó, thông số dĩa nè. Đó. Để em xem thông số dĩa ha. Bình thường những con này sẽ sử dụng thông số dĩa là 50-34 các bạn ơi. Đó, Shimano Sora này. Đó. Đây. Sang dĩa Shimano Sora này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Bắt trực tiếp vô sườn luôn các bạn, rất là đẹp. Đó. Thì con xe rất đẹp ha các bạn. Đây các bạn coi sườn của em nó nè. Sườn còn cực kỳ đẹp luôn các bạn. Một con Gian Defy khung nhôm siêu nhẹ ha. Khung nhôm này chỉ nặng hơn carbon một tí thôi. Nặng hơn carbon một tí thôi ha.
khung nhôm này khung nhôm siêu nhẹ, càng thắng trước càng thắng sau theo xe luôn ha. Cục gom di theo xe là còn nguyên luôn các bạn ơi. Tem mát của Nhật thì còn rất là nhiều luôn các bạn. Gian Defi các bạn, bình thường những con Gian Defi cái khung chéo ở lần trước đây rất là to các bạn, rất là chắc chắn luôn đó các bạn. Em gõ vô các bạn thấy không, khung nhôm siêu nhẹ và siêu cứng luôn các bạn. Tổng quan con xe này rất là đẹp luôn các bạn ơi, các bạn thấy không, tổng quan con Gian rất là đẹp ha. Rồi em quay qua tới đây các bạn, bộ tay lắc rất là đẹp luôn. Đây Gian Defi các bạn, bạn coi khung sườn ha. Thì xe đạp Nhật bãi bãi Nhật về không thể tránh khỏi những vết chạy xước lấm tấm ha. Đó, như ngón tay út thôi các bạn ơi, như ngón tay út thôi. Gian Defi Alert ha. Đây, khung sườn của em nó là tổng quan rất là đẹp luôn các bạn ơi. Tem em này đi trục giữa bạc đạn ha, đi trục rỗng Sora ha các bạn, trục Sora đi trục rỗng ha các bạn ơi. Đó, trục rỗng Sora ha, rất đẹp luôn. Shimano Sora này các bạn. Đó, cạnh sau đây. Ở sau có mở khóa nhanh luôn ha. Đó. Rất đẹp các bạn ơi. Bạn thấy không? Một con xe nè. Nói chung con xe không còn gì để chơi các bạn, con xe rất là đẹp các bạn. Lại về tím một con. Thường mấy nay về Gian Defi nhiều. Đợt này về con này chắc là cũng hiếm nữa rồi các bạn ơi. Gian Defi này rất là được nhiều người săn đón các bạn. Đó. Đó. Rất đẹp ha các bạn nhìn dáng xe cực kỳ đẹp luôn ha. Vỏ trước vỏ sau zin theo xe, niền trước niền sau SR2 Gian ha. Full một bộ truyền động Shimano Sora, trục giữa cốt rỗng ha các bạn. Rất đẹp luôn. Khung sườn nhôm không mối hàng, nhôm siêu nhẹ, nhôm alut ha các bạn. Rất là chất lượng các bạn ơi. Rồi, em Gian này để cho các bạn giá 10 triệu 500 ngàn ha. 10 triệu 500 ngàn em bao ship cho các bạn. Đó. Em bao ship cho các bạn ha. Và em tặng cho các bạn gọng bình nước ha, với cái đèn các bạn. Hiện tại thì ống bơm cho em xem em đã hết rồi. Bình thường em có ống bơm tặng các bạn ha, bây giờ đã hết rồi các bạn, em đang đặt hàng về. Đó, cũng chưa biết khi nào là về tới ha. Thì trước mắt thì quà tặng chỉ có gọng bình nước và đèn thôi ha các bạn. Em Gian rất đẹp các bạn. Các bạn chốt thì alo em ha, 0975158377, đó cũng là số Zalo của em luôn ha các bạn. Số điện thoại em cũng có để dưới phần tiêu đề luôn ha các bạn. Đây phải gọi là một siêu phẩm luôn các bạn. Khô Đa Lâm nội địa Nhật, khung nhôm càng carbon ha các bạn. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi em đo cái size của em này ha. Đây em đo tâm các bạn. Đo tâm ha. Lên tới mặt cọc yên là 50, tính tới sườn ngang là 46. Ngang của em nó đây. Ngang của em nó là 54 các bạn. Các bạn tự 1m62 tới 1m72, 75 chạy là đẹp ha. Em khô đau lưng. Đó, cái khung sườn của em này rất là đẹp luôn các bạn. Zin nguyên con luôn ha. Đó, thì em khô đau lưng quá là nổi tiếng rồi các bạn. Nội địa Nhật ha các bạn. Nội địa của Nhật. Đó, cái khung sườn là made in Japan ha các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây bộ tay lắc này. Shimano Laris các bạn. Tay lắc còn cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Bạn thấy không? Tay quấn nè. Tay lắc còn cực kỳ đẹp luôn ha các bạn. Đó. Thì em khô đau lưng này có một bộ tại thắng phụ ha, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đây bạn thấy không, bộ tay lắc còn cực kỳ là mới, cực kỳ là đẹp luôn ha. Zin theo xe các bạn, nó có thắng phụ. Đó, công tăng của em nó đây. Đó, công tăng của em nó là tiêu ga các bạn, tiêu ga. Đó, rất đẹp luôn các bạn ơi. Chén cổ nè. Đó, em cô đa lum này, cái sườn của em nó nhìn rất là chắc chắn các bạn. Đó, cũng là khung nhôm không mối hàng ha, mối hàng đã được xử lý các bạn ơi. Đó, khung sườn của Nhật làm ha, rất là đẹp luôn các bạn. Màu này màu đen bóng các bạn, màu đen bóng pha với tem màu trắng xanh ha, rất đẹp luôn. Càng trước carbon nè, cái này có cái chữ khô đa lum đấy các bạn. Đó, đều có pha cái màu xanh vô ha các bạn, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, cái vỏ của em nó đây. Đó, vỏ em nó là vỏ Bana Racer các bạn, Bana Racer 725C ha, made in Japan ha các bạn, made in Japan ha. Các bạn nhìn cái vỏ nè, ở trên đầu nó còn gai cỡ này các bạn. Đó, trên đầu nó còn gai cỡ này các bạn, biết cái vỏ nè, một chất lượng, cái xe nó chạy rất ít ha. Niền là niền theo xe luôn ha, niền Nhật luôn các bạn ha. Niền theo xe đi, em này đi tầm đôi các bạn, đi tầm đôi tầm inox ha, đùm mã động ha. Đó, đùm mã động ha các bạn. Đó, rất đẹp luôn, siêu đẹp các bạn.
khô đau lắm. Khung xương của nó hầu như không có vết chạy. Đó, các bạn thấy không? Khung xương của em nó hầu như không vết chạy luôn các bạn. Cốt yên nhôm zin theo xe đây. Yên này em cũng đã thay cho các bạn rồi ha, yên thay cho các bạn yên thể thao. Đó. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Vỏ sau của Banana Racer các bạn. Đó các bạn. Đó, đây. Này nó dính gì đây? Đây, vỏ sau của em nó cũng Banana Racer ha. Alite Lut 725C. Này made in Japan luôn ha các bạn. Made in Japan luôn ha. Các bạn coi cái gai đầu của em nó nè. Chứng tỏ chiếc xe chạy cực kỳ ít luôn ha các bạn. Này niềng sau tầm cũng để đi tầm inox, đi tầm đôi, đầm sau của đầm mã đồng luôn ha. Niềng nhôm hai lớp xé gió luôn, rất là chất lượng ha các bạn. Rồi em quay tới cái bộ clip của em nó ha. 2 4 6 8 clip các bạn ơi. Các bạn nhìn cái bộ clip giúp em. Cái bộ clip này các bạn cần còn gì phải bàn không các bạn? Cái bộ clip này không còn gì để bàn luôn các bạn ơi. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái dây sơn KMC zin theo xe luôn các bạn ơi. Dây sơn cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Vàng óng ánh luôn ha. Cái cùi sang clip là Shimano. Cái này là Shimano 2003 ha các bạn. Đây là Shimano 2003 các bạn ơi. Dầu dĩa của em nó nè. Cái chuyển dĩa là Shimano Laris ha. Chuyển dĩa Shimano Laris đây các bạn. Còn cực kỳ đẹp luôn. Em này có nguyên cái miếng bảo vệ dĩa rất đẹp. Đây dĩa dĩa lớn là 50 ha, dĩa nhỏ là 34 các bạn. Đó. Miếng bảo vệ dĩa đây, zin theo xe ha. Đó, dò dĩa là dò dĩa FSA của Mỹ các bạn, nhôm trắng cực kỳ đẹp luôn. Em này đi chớn thì khỏi nói rồi các bạn ơi. Em nội đi Nhật đi chớn rất ngon các bạn. Đó các bạn thấy không? Cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Em này hầu như không có vết chạy gì ha các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hầu như em này không có vết chạy nào ha. Đó. Các bạn mua em này thì quá ok luôn các bạn ơi. Con nội đi Nhật ha, lâu rồi mới có. Cái con Koda Lum lâu rồi em mới về lại ha. Đây cái đây có chữ Koda Lum đây, ở dưới đây. In chìm vô ha. Thì những cái logo này nè đều là logo sơn chạy chữ hết ha các bạn. Sơn chạy chữ hết ha, không phải dán đâu các bạn ơi. Đó, zin theo xe luôn các bạn ơi. Rất đẹp luôn. Đây các bạn. Mã của em nó là Fatna ha. 702300 gì cái mã của em nó ha. Đây. Khung sườn em nó rất đẹp luôn các bạn ơi. Tem của em nó nè, thì em Koda Lum nèo đời 2021 ha bạn. Đời cực kỳ là cao luôn các bạn ơi. Em Koda Lum này đời 2021 ha. Đây. Đây là tem an ninh ha. Này tem an ninh, này tem đăng kiểm gì nè các bạn ơi. Đó. Koda Lum rất đẹp luôn. Dầu dĩa nè, FSA ha bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Em này hầu như không vết chày nào luôn các bạn. Đây. Không vết chày nào luôn ha bạn. Ở đây có những vết xước này, lông mèo thôi các bạn ơi. Đó. Em này đời cực kỳ cao, hầu như không vết chày. Ở dưới lườn của em nó ha. Dưới lườn cực kỳ là sạch sẽ luôn các bạn ơi. Dưới lườn cực kỳ sạch sẽ luôn ha. Đó, cái dĩa nè. Dĩa là 34, dĩa nhỏ 34 ha. Bạn thấy không? Chuột giữa nè, chuột giữa chuột bạc đạn các bạn ơi. Các bạn coi cái tiếng cói của em nó nè. Tiếng cói zin theo xe đây. Còn cực kỳ là tốt, cực kỳ là mới luôn. Nghe tiếng cói rất là giòn luôn các bạn ơi. Đó, thì em Koda Lum này quá là mới rồi các bạn. Lâu rồi em lại mới về. Con Koda Lum đẹp vậy ha các bạn. Đó, cái càng thắng đây các bạn ơi. Đây là một cặp càng thắng Shimano Sora đây các bạn. Càng thắng Shimano Sora ha. Càng thắng trước đây. Shimano Sora ha các bạn. Rất đẹp luôn. Lâu rồi thì em mới về một con Koda Lum nó đẹp cỡ này ha các bạn. Em sẽ quay tổng quan chiếc xe cho bạn coi. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đồ trên xe đều made in Japan. Koda Lum là thương hiệu nội địa của Nhật ha. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, em Koda Lum này để cho bạn 11 triệu. 11 triệu em bao ship cho ha các bạn. Một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Thì em đã nói các bạn rồi. Thì em chỉ có gọng nước bình nước ha. Gọng nước bình nước và đèn trước cho các bạn thôi. Ha các bạn. Các bạn thông cảm. Những món đồ đó là những món đồ em tặng ha các bạn. Vì bây giờ em đã hết rồi các bạn. Các bạn thông cảm ha. Đó, thông cảm cái em không còn ống bơm nữa ha các bạn. Đó. 11 triệu bao ship ha. Những món đồ đó các bạn mua ở ngoài cũng rất là rẻ thôi. Đó, 11 triệu bao ship. Rồi em gian này 10 triệu rưỡi bao ship ha các bạn. Đó. Em xe cực kỳ đẹp luôn. Rồi các bạn quan tâm chiếc nào alo em nha. Rồi, số điện thoại em 0975158377. Đó cũng là số Zalo của em luôn các bạn ơi. Rồi chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe bên gia đình ha các bạn.
hẹn các bạn những video clip sau ha các bạn ơi. Rồi tạm biệt các bạn, bye bye.